Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đề ra kế hoạch thực hiện ở các lĩnh vực dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong năm 2023, Quảng Ngãi sẽ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục kế hoạch về dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, chia sẻ dữ liệu, bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tỉnh, triển khai kho dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu năm 2023, tất cả cơ quan địa phương phải triển khai hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương. Tăng tỷ trọng thương mại điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận và sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Nâng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, người dân trưởng thành có tài khoản định danh, hồ sơ sức khỏe điện tử. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nền tảng để Quảng Ngãi phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, đưa toàn bộ hoạt động của chính quyền lên môi trường số, quản lý điều hành dựa vào dữ liệu số. Bộ phận văn thư của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi mỗi ngày nhận và gửi đi rất nhiều văn bản. Nếu như trước đây, bộ phận văn thư sau khi soạn thảo phải in ra, trình ký và gửi đi, thì giờ đây mọi thứ chỉ cần vài click chuột. Văn bản đến, văn bản đi được gửi đi tích tắc sau khi lãnh đạo duyệt và ký số. Về tất cả các những văn bản bình thường hay là những văn bản về mang tính chất gấp như là hỏa tốc, như là giấy mời hoặc là công văn chỉ đạo của thành phố mà chỉ đạo xuống các phòng ban đơn vị xã phường thì rất là nhanh, kịp thời, chỉ trong vòng là chưa đầy 5 phút thì văn bản đã đến tất cả các đơn vị và để xử lý nhanh, kịp thời. Và những cái trường hợp ví dụ như chưa có trên hệ thống như lúc trước á, chưa có liên thông thì văn bản giấy là thành phố là photo cái số lượng là rất là nhiều, đi cũng nhiều và dễ thì sơ sót và thiếu sót về văn bản khi đem xuống các đơn vị là thường kêu là không nhận được. Còn này là có hết trong hệ thống là người ta mình kiểm tra là thấy là đã có nhận rồi là không là là chính rất là chính xác. Hiện 100% các cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung tại địa chỉ http://office.quangngai.gov.vn. Cơ quan đơn vị phân công phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một cách khoa học hợp lý, giúp liên thông văn bản bốn cấp. Lãnh đạo có thể điều hành và quản lý mọi lúc mọi nơi, giúp quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng và minh bạch, nắm bắt đầy đủ thông tin để đưa ra các quyết định chính xác, tra cứu điều hành văn bản trên điện thoại thông minh iPad. Đặc biệt, ứng dụng chữ ký số đã giúp văn bản và điều hành thông suốt hơn. Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp đã triển khai toàn bộ cái hệ thống eFix trên máy tính, không dùng văn bản là văn bản giấy. Đồng thời với đó thì triển khai cho lãnh đạo sở đã dùng cái chữ ký số trên điện thoại để ký các loại văn bản đi. Phải nói rằng là khi chúng ta thực hiện được cái chữ ký số trên điện thoại thì rất tiện lợi cho hoạt động điều hành, chỉ đạo chung kịp thời của lãnh đạo sở. Chỉ cần nơi nào chúng ta đi mà có điện có mạng là chúng ta theo dõi, chỉnh sửa và sẵn sàng ký để phát hành văn bản kịp thời. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Quảng Ngãi đưa vào vận hành chính thức hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung vào năm 2021. Đến nay đã có khoảng 1.500 cơ quan đơn vị trong tỉnh triển khai sử dụng hệ thống. Trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng đã gửi nhận trên hệ thống 1,7 triệu văn bản. Hệ thống cũng đã triển khai trên ứng dụng điện thoại di động, thuận tiện cho người dùng. Đặc biệt, từ năm 2020, Quảng Ngãi cũng là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện liên thông văn bản điện tử giữa khối đảng và chính quyền, tạo thành một quy trình xử lý chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời. Phục vụ công tác quản lý điều hành của cấp ủy đảng chính quyền, trên hiện nay hầu như là không dùng văn bản giấy, trừ văn bản mặt trở lên. Văn bản gửi như tức thời. Ví dụ như trước đây tại địa bàn tỉnh ra Lý Sơn, nếu chúng ta chào văn bản giấy thì chúng ta cần có thời gian nhất định. Nhưng đối với văn bản điện tử thì chúng ta gửi thì có thể đi tức thì. Thứ hai là việc ký số thông qua cái ứng dụng trên di động thì lãnh đạo các cơ quan đơn vị có thể ký số trực tiếp văn bản và không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Đồng thời là thông qua cái hệ thống dùng chung này thì có thể giám sát việc thực hiện của gửi nhận văn bản ký số các cơ quan đơn vị địa phương
đồng thời để tích hợp thêm cái hệ thống quản lý theo dõi nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương trong cái hệ thống này để đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung đã tạo ra một quy trình xử lý chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời trong cơ quan nhà nước ở Quảng Ngãi. Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển mạnh về ứng dụng các giải pháp công nghệ, góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.